Thanh đoàn Hà Trí Quang cập nhật tình hình sức khỏe con gái muội muội sau đầy tháng. Trộm vía nhờ những lời cầu nguyện, những lời chúc sức khỏe đầy yêu thương của quý khán giả gửi đến con thì cuối cùng con cũng hết bệnh và được xuất viện về nhà. Mới đây Thanh đoàn và Hà Trí Quang đã tổ chức tiệc mừng đầy tháng cho cặp song sinh ca ca và muội muội sau một tháng đón con từ đất Thái. Trong ngày đặc biệt này, hai bé nhận được vô số lời chúc mừng từ những người thương yêu đặc biệt là những người luôn dõi theo hành trình tìm con đầy vất vả của cặp đôi Hà Trí Quang và Thanh Đoàn. Buổi tiệc mừng diễn ra vô cùng ấm cúng với sự góp mặt của các thành viên, hai bên gia đình nội nội. Hai bé được diện những trang phục dễ thương, bên cạnh mâm cúng vô cùng chỉnh chu và hoành tráng, có chè, có xôi, có hoa, có quả. Bắt mắt nhất chính là chiếc bánh kem siêu to khổng lồ mà mẹ Bích Trâm dành tặng cho hai con. Thông qua hình ảnh chiếc bánh kem được hai ông bố bỉm chia sẻ, tên thật của các con cũng được tiết lộ. Mũi mũi có tên là Gia Hân và Kaka có tên là Gia Long. Cách đây ít giờ trên trang Facebook ca Mũi Mũi, Thanh Đoàn và Hà Trí Quang chia sẻ sức khỏe của mũi mũi đã ổn định, bác sĩ cho về nhà để mừng đầy tháng, sau đó phải quay lại viện để tiếp tục theo dõi và điều trị. Ba ngày sau tiệc mừng đầy tháng, bé đã chính thức được xuất viện. Hai anh vui mừng thông báo tin vui đến người hâm mộ. Mừng quá cô chú ơi, mũi mũi được xuất viện rồi giờ gia đình mình về thôi cảm ơn cô chú anh chị bữa giờ gửi lời hỏi thăm đến muội muội ạ à. bên dưới nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng chia sẻ niềm vui với hai anh mừng gái cân đã khỏe mạnh trở về nha ôi vui quá muội muội hết bệnh rồi cô chúc hai thiên thần mạnh khỏe ăn nhiều mau lớn nè mừng cho muội muội đã chiến thắng bệnh tật để trở về bên vòng tay yêu thương của cha và ba mong con luôn luôn khỏe mạnh bình an chúc mừng hai em nha qua đó cho thấy hai bé được mọi người rất yêu thương và quan tâm. Cùng chia sẻ niềm vui với hai anh và cùng chúc cho hai bé, ca ca muội muội thật nhiều sức khỏe, mau ăn chống lớn và thông minh lanh lợi. Được biết trước đó con gái muội muội của Thanh Đoàn và Hà Trí Quang phải nhập viện vì sốt cao do nhiễm trùng sơ sinh, khiến cho hai ông bố và người hâm mộ hết sức lo lắng. Nhiều khán giả yêu mến cặp đôi đã gửi nhiều lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe đến bé cũng như động viên khích lệ tinh thần đến hai ông bố biểm